Nào bây giờ ta sẽ sử dụng cái, chúng ta sẽ lốt cái Google Maps vào đây nhé, lốt Google Maps vào Android nhé. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện như thế này. Chúng ta tạo cho thầy một cái new này, activity này, chọn empty activity nhé. Đặt tên thầy là Google Maps. Ok nhá, đặt bình thường thôi. Rồi. Đấy. Sau đó chúng ta vào cái Google Maps. Đâu có chữ Google Maps đâu nhỉ? Đây Google Maps này đúng không? Các bạn kéo thầy chữ web view đây, có chữ thầy chữ web view nhá, kéo web view đây. Đây nhá. Các bạn đặt tên cho thầy là demo 45 web view. Ok chưa? Sao ta gióng hàng lại. Đóng hàng. Hoặc nếu mà bạn muốn nó to nhất thì chúng ta vào đây, ta gõ cho thầy chữ này là gì? Mad parent. Chữ là mad parent. Thế là nó vừa khít với nội dung cha đúng không? Xong bây giờ ta gì? Cấp quyền internet cho nó. Các bạn vào cấp quyền internet bằng cách là vào manifest, gõ cho thầy chữ use permission nhá. Gõ cho thầy chữ internet. Internet này. Đấy, như vậy là nó sẽ hiển thị internet đúng không? Bây giờ code cực kỳ đơn giản như sau. Các bạn là ánh sáng của thầy này, web view đúng không, web view ta web view bằng file g.id chấm cái demo 45. Rồi ok chưa? Tiếp theo ta sẽ có này web view, ta sẽ có web view này chấm load url. Bây giờ ta tìm cái url đây, bạn lên Chrome này, bạn search cho thầy cái này, search cái Google Maps đúng không nhỉ, bạn gõ đây, bạn gõ thầy cái Google Maps này đúng không, xong bạn mở cái này ra thì chắc là nó sẽ ra cái vị trí của chúng ta đây. Ta copy cái đường dẫn này nhá, copy này, rồi sau đó ta đưa vào đây. Ok chưa? Và chúng ta sẽ phải enable cái JavaScript của nó bằng cách là chúng ta sẽ có web view này chấm get setting này chấm set JavaScript enable true. Cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện là web view chấm set web view client đúng không, new căn nhân dấu cách web view client đúng không. Bây giờ các bạn chuyển cho thầy cái này sang đây, intent filter control x ta đưa sang đây đúng không. Bây giờ chúng ta chạy thử nhá. Đây. Đấy, ok chưa? Lên Google Maps chưa? Ok, như vậy xong nhá. Bài Google Maps không phải API gì cả. Rồi ok, các bạn nghỉ đi.